Bổ thận Ganga được nhập khẩu nguyên kiện từ Nhật Bản. Chứa chất Viagra đặc biệt có trong dục thủy dung, kết hợp với 5 loại sâm quý của phương Đông. Sâm Brahman Ấn Độ, sâm Hodiola Tây Tạng, sâm Cao Ly Hàn Quốc, sâm Acanthopanax của Siberia làm giãn nở mạch máu, an toàn và mạnh mẽ, gia tăng lưu lượng máu. 7 ngày giúp bạn trải nghiệm chinh phục khoái cảm. 30 ngày giúp bạn lấy lại phong độ, sung mãn trở lại với thời trẻ tráng.